Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp nha. Hôm nay Weekend Cook sẽ giới thiệu tới cả nhà một món bánh rất nổi tiếng ở xứ sở Âu Châu, đó là món bánh cướp cùng hai loại, đó là nhân phô mai thịt nguội rất là thơm và ngon, béo, và nhân búp với thịt bò và các loại xông khói bắp như các bạn, rất là ngon và thơm các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ bắt đầu làm nha. Đầu tiên là nguyên liệu để làm búp thịt bò, mình sẽ có là hành tây các bạn nha, mình sử dụng là khoảng 100g hành tây cùng 100g thịt bò các bạn nha. Mỗi là sẽ có là thịt xông khói mình đã băm nhỏ các bạn nha, là 100g luôn. Cùng với cái đốt mình đã cắt hạt lựu các bạn nha, là 100g, cùng với bắp là khoảng tầm 50g các bạn nha. Đậu Hà Lan khoảng tầm 20-30g các bạn nha. Và chúng ta sẽ có là dầu ăn là 20ml các bạn nha. Rồi, cùng với tiêu là 1-2g. Hạt nêm sử dụng về khoảng cả 2g hạt nêm. Rồi, 1g muối. Rồi, cùng với 3-4g đường các bạn nha. Rồi, chúng ta sẽ bắt đầu rang. Rồi, mình sẽ xào nhân các bạn nha, cho nó chín luôn các bạn. Đó. Để khi mình nướng thì nó sẽ bánh chín ngoài, trong nhân cũng chín luôn. Nó rất là thơm và ngon các bạn nha. Rồi, mình sẽ bắt cái chảo lên và mình sẽ cho dầu vào. Và mình dầu nóng thì mình sẽ cho hành tây vào, mình sẽ phi thơm các bạn nha. Hành tây cùng với cà rốt và bắp nha các bạn, hạt bắp á. Rồi sau đó thì mình sẽ cho những nguyên liệu như là thịt bò nè bạn, thịt xông khói á. Rồi sau đó mình sẽ nêm với những nguyên liệu như là tiêu, hạt nêm, đường, muối. Còn đã thì cái phần mà Hà Lan các bạn, nếu mà các bạn mà sợ sống các bạn có thể luộc trước nha, cũng được nha, luộc sơ cho chín nha. Mình xào cho nó thơm thôi, còn không nó đồ Hà Lan tươi các bạn xào chung cũng được nha. Ok, phi thơm những cái nguyên liệu rau củ quả, sau đó mình sẽ cho các loại thịt vào các bạn nha, xông khói, thịt bò vào. Thịt xông khói là chín rồi các bạn, chỉ xào cho nó nóng thơm thôi. Còn thịt bò cũng vậy, xào cũng rất là nhanh các bạn nha. Rồi, nên, sau đó thì mình sẽ nêm gia vị, nữa là xong cái món phần nhân các bạn, làm bánh búp á, thịt bò đó các bạn có thể để lạnh, có thể sử dụng từ từ cũng được nha, nhân để khá là lâu. Ok, mình sẽ lấy phần bánh búp ra các bạn nha. Búp này các bạn để ngăn lạnh á, khi cần mà lấy mà xả là mình cán một lên là mình sử dụng các bạn nha. Thì phần làm bánh búp thì mình đã hướng dẫn trong cái bài làm bánh sườn trâu á, các bạn hãy xem lại các bài đó hoặc là hãy xem phần mô tả, mình sẽ dẫn cái clip vô luôn. Rồi thì mình sẽ cắt thành những hình vuông các bạn nha, để mình cho nhân vào các bạn. Nhớ các bạn nhớ cán mỏng nha, càng mỏng xe bánh sẽ càng ngon nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cắt hình vuông các bạn nha. Đó, giống như kiểu một miếng bột, giống như kiểu bột hành thánh các bạn. Đó, mình sẽ cho nhân vào các bạn nha. Đó, mà nhân này nhân của bột ngàn lớp rất là ngon và thơm các bạn. Ok, và bây giờ mình sẽ cho nhân vào cái phần bánh cho các bạn nha. Đó, các bạn có thể lấy một miếng giỏ bánh ở hình vuông, rồi mình sẽ cho nhân vào vừa đủ các bạn nha, đừng cho nhiều quá nha, nó sẽ tràn ở ngoài. Rồi sau đó mình sẽ gấp lại và mình sẽ dùng cái muỗng, cái đĩa xiên các bạn, mình sẽ ấn xuống, ấn tạo cái hình đó, giữ cái mép lại đó, là xong. Và các bạn có thể gấp xéo được những kiểu bánh kẹp được các bạn nha, đó, bánh nào cũng đẹp hết á. Nhớ dùng cái xiên để mình ấn xuống là giữ chặt hai cái vỏ bánh lại là ok. Ok, cũng tương tự giống như bài bánh búp croissant đó, sườn trâu trứng muối chứ mình có làm các bạn, thì cũng sẽ quét cái lòng đỏ trước khi mình nướng các bạn nha. Đó, các bạn quét một lớp lòng đỏ thôi.
ở trên cái phần mặt đó, rồi sau đó mình sẽ cho vào nướng các bạn nha. Ok, và quét xong á, thì khác cái bài Roxanne á, thì bài búp này sẽ có rắc một chút xíu bột hạnh nhân nữa các bạn nha, thì ăn sẽ rất là ngon và thơm và béo béo vào người các bạn. Nó cái bột hồng nữa mà rất là ngon các bạn nha. Thì búp nó khác cái chỗ đó là bạn có cái bột hạnh nhân rất là ngon. Ok, sau khi rắc bột hạnh nhân xong rồi mình sẽ cho vào nướng các bạn nha. Đó, thì mình sẽ nướng khoảng trong nhiệt độ là khoảng cỡ 150-160 độ vào khoảng 10 tới 15 phút các bạn nha. Ok, các bạn nhớ coi lửa nha các bạn nha. Rồi, và đây là mẻ bánh ướp thịt bò à, xông khói nè, cùng với bắp nè các bạn. Rồi, ngoài ra có cà rốt nè, hành tây, rất là nhiều nguyên liệu, rất thơm và ngon các bạn nha. Đó, bắp kết hợp với rau củ và thịt luôn các bạn. Tiếp theo mình sẽ làm món bắp thứ hai này, món bắp phô mai cùng với thịt xông khói các bạn nha. Đó, rất là ngon và thơm luôn. Về cái bài bắp phô mai thì mình sẽ dùng là phô mai lim chi các bạn nha, bột hạnh nhân giống như hồi nãy mình đã nói đó, cùng với thịt xông khói các bạn nha. Đó, và một chút lòng đỏ để mình quét, nó đơn giản, nguyên liệu rất đơn giản luôn. Ok, đầu tiên thì thịt xông khói mình sẽ cắt thành từng lát hình chữ nhật nhỏ nhỏ các bạn nha, để mình xếp lên đó. Ok, tiếp theo mình sẽ sử dụng một miếng bột búp pastry các bạn. Đó, mình sẽ cán thành một hình chữ nhật mỏng và sau đó mình sẽ xếp từng miếng xông khói lên và sau đó mình sẽ cho phô mai lên các bạn nha, lim chi lên rồi mình sẽ cuộn lại các bạn nha. Đó, sau đó mình sẽ cắt xong các bạn. Đó, mình đem chỉ nướng với rắc hạnh nhân lên thôi nha. Ok, và bây giờ mình sẽ bắt đầu mình cuộn lại các bạn nha. Đó, nhóm cuộn chung xi các bạn. Đó, mình cuộn lại thành một cái chả giò các bạn, một miếng cuộn vậy đó. Sau đó mình sẽ cắt từng miếng nhỏ các bạn nha. Rồi sau đó mình sẽ quét một lớp lòng đỏ trứng và mình rắc hạnh nhân lên là mình đem nướng thôi. Ok, và sau đó mình sẽ quét dầu lên cái khay để nướng các bạn nha. Rồi mình sẽ cắt từng miếng bánh bước nhỏ mà sẽ đưa lên xếp lên trên rồi mình sẽ quét trứng và rắc hạnh nhân lên chuẩn bị mình nướng các bạn nha, đơn giản luôn. Ok, sau khi cắt từng miếng xong bây giờ mình sẽ quét phần lớp trứng lên các bạn nha. Ok, bây giờ mình sẽ cho phần hạnh nhân một lên nha. Rắc hạnh nhân lên trên và mình chuẩn bị mình nướng thôi các bạn ơi. Đó, rất là nhanh gọn các bạn nha. Khi mà các bạn đã làm một cái dao bánh rồi thì những cái hạnh nhân là rất là nhanh của các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu nướng các bạn nha. Nhiệt độ khoảng tầm 180 đến 20 độ và thời gian sẽ là khoảng 10 tới 15 phút các bạn nha. Các bạn nhớ kiểm tra nha. Wow, nhà ơi, các nhà nhìn xem ngon không nào? Nó tuyệt vời nha. Đó, bánh búp này là một trong những bánh thượng hạng các bạn. Búp được kết hợp giữa phô mai, lim chi béo béo cùng với xông khói thơm ngon. Chưa kể lớp bánh búp ngàn lớp nữa. Rồi, tuyệt vời nha. Cùng với bột hạnh nhân nữa. Quá ngon cho một tác phẩm. Đó, một kiệt tác các bạn nha. Rồi, chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh búp phô mai thịt nguội cùng món búp thịt bò. Các bạn đó cũ nha. Rất thơm và ngon cả nhà ơi. Chúc cả nhà những phút giây thư giãn với món ăn này nha. Hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.